Hello, hello. xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là sáng ngày thứ bảy tại hoa kỳ hôm nay Thuận tranh thủ làm video sớm một chút và các bạn đã bước qua ở việt nam đó là ngày chủ nhật rồi thì hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ à, trong video này đó thuận muốn chú tâm để mà chia sẻ với các bạn có rất nhiều những cái thông tin mới à, từ hôm qua tới bây giờ thuận sẽ tóm tắt trong video này để các bạn có thể nắm bắt được tình hình chung của thị trường là như thế nào và những thông tin nào các bạn cần phải quan tâm à, đầu tiên hết á, thì chúng ta đã thấy được là ngày hôm qua kết thúc chứng khoán tuần này đó, thì chúng ta đã thấy được là cả ba chỉ số à, đều đã xanh trở lại rồi chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq chúng ta nhìn vào hợp đồng dầu đó thì các bạn thấy được là cũng cỡ đó mà thôi khoảng chừng là 76 đô cho một thùng dầu à, chúng ta nhìn vào vàng đó thì sao các bạn vàng thì bây giờ à, vẫn gần như là giữ được mức là 2.000 đô các bạn bây giờ là 1.999 đô cho một ounce vàng đó là kết thúc hợp đồng rồi chúng ta nhìn vào crypto thì sao khi mà chúng ta nhìn vào btc đó thì các bạn thấy được là giá của btc đã giữ được cái mức trên 29.000 đô hiện bây giờ thì cũng cỡ như ngày hôm qua các bạn khoảng chừng là 29.300 đô cả thị trường crypto đó thì trong vòng 24 giờ qua các bạn thì vốn hóa thì tăng một chút xíu tăng 0.8% à, chúng ta thấy được là vốn hóa thị trường là hơn 1.2 nghìn tỷ à, với phần lớn các đồng cũng tăng nhẹ mà thôi các bạn trong vòng 24 giờ qua với BTC giữ nguyên không có sự thay đổi nhiều chúng ta coi tiêu như tăng 0.7 và những đồng khác như là Polygon, Solana trong những đồng lớn đó thì tăng khoảng chừng 2 tới 3% nhưng mà về mặt thông tin thì chúng ta có khá là nhiều những thông tin nổi bật Đầu tiên hết thì chúng ta đang nhận được cái tài liệu liên quan đến cái chỉ số phần trăm lạm phát PCE Tôi đã chia sẻ trên mạng xã hội ngày hôm qua với các bạn rồi Đây là cái phần trăm lạm phát mà Fed quan tâm tới hơn Chúng ta thường nói tới là hai loại Thứ nhất đó là chúng ta nói tới CPI Cái đó là cái thông tin uh, à, đã chia sẻ với các bạn cách đây vài tuần Rồi ngày hôm qua đó chúng ta nhận được đó chính là chỉ số PCE cả hai đều đo lường phần trăm lạm phát của hàng tiêu dùng các bạn nhưng mà PC là phần trăm mà Fed quan tâm đến nhiều hơn cả hai không có cái nào là tốt hơn cái nào hết đó chỉ là hai cách để mà đo lường mà thôi nhưng mà thường đó thì cả hai chỉ số này đều đi lên và xuống song song với nhau và đợt này cũng không có gì cả khác biệt các bạn chúng ta thấy được là công bố phần trăm lạm phát CPI đó thì trong vòng một năm qua phần trăm lạm phát này đo lường ở mức là 4.2% so với tháng vừa rồi là 5.1% thì cũng tương tự như là CPI các bạn thì được lập phần trăm lạm phát tính tổng hết nhưng mặt hàng mà họ đo lường đó thì đúng là có dấu hiệu uh, suy giảm các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng nó nó đã giảm đi rất nhiều rồi nhưng mà chúng ta nhìn vào core PCE đó thì các bạn thấy được là so với lại tháng trước đó đó giống nhau là tăng 0.3%, ước tính cũng là 0.3 và tháng vừa rồi đó cũng là 0.3. Nói chung đó thì cái phần trăm PC không có gì gọi là quá bất ngờ hết các bạn. Tại vì mọi người cũng đã thấy được là chỉ số CPI đã chia sẻ trước đó khoảng chừng là hai ba tuần thì đương nhiên giảm thì PC cũng sẽ như vậy. Nhưng mà cái mà chúng ta cũng đã từng nói đến khi mà nhìn vào chỉ số CPI đó là lý do tại sao mà tổng PC giảm là tại vì chúng ta có cái mặt hàng lớn đó chính là dầu đó các bạn, giá dầu thì giảm dẫn đến là chỉ số CPI giảm, PC cũng như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta không có tính hai cái loại mặt hàng mà có sự dao động lớn đó chính là lương thực và năng lượng thì các bạn thấy được là core CPI đó cho thấy được là không có sự suy giảm và đây là một điều rất là nhức đầu đối với Fed các bạn tại vì chúng ta chỉ nhìn vào cái phần trăm tổng giảm giống như cái sự tăng trưởng đã giảm lại rất là nhiều rồi nhưng mà thật ra những mặt hàng khác đó thì không có sự suy giảm các bạn vẫn tiếp tục tăng à, theo từng tháng một đây là điều mà khiến cho fed rất là nhức đầu tại vì nếu như mà phần trăm lạm phát đó, nó chỉ tồn động lại ở trong một cái mặt hàng nào đó thì có thể có những cái chiến lược như là đưa ra những cái luật hay là à, liên quan đến thuế hay này, cái gì đó để có thể là quản lý một cái mặt hàng đó nhưng mà bây giờ phần trăm lạm phát hầu như lan tỏa khắp nơi à, mà chúng ta thấy được là tình hình à, của nền kinh tế Hoa Kỳ đã chậm lại rồi Fed không thể cứ tăng lãi suất mãi được và tăng lãi suất các bạn thì được là trong vòng hơn một năm qua thì đúng là nhìn vào cái số tổng nó đã giảm xuống nhưng mà chúng ta nhìn vào core pce thì hầu như giảm rất là chậm các bạn chúng ta có thể thấy được là những công ty thì họ vẫn tiếp tục sa thải nhân viên chúng ta đã thấy à, những cái thông báo à, trong quý 1 mới đây cho những công ty đó thì phần lớn những công ty công nghệ quý 1 đã đỡ hơn là những quý trước đó họ đã bắt đầu có thu nhập trở lại nhưng mà cái thu nhập đó một phần là tại vì họ đã sa thải nhiều nhân viên rồi chúng ta cũng tiếp tục thay hàng ngày như là amazon sở hữu nhân viên à, ngay cả jenny cray các bạn jenny cray là một cái à, công ty mà họ cung cấp những cái như là tài liệu làm sao giảm cân à, tư vấn cho những người nào, nào muốn giảm cân đó thì công ty này đó họ đang đóng rất là nhiều à, những cái chi nhánh của họ và sa thải nhiều nhân viên tại vì tôi nghĩ là à, trong cái tình hình mà những cái công ty đó họ cắt giảm nhân viên tình hình kinh tế chậm lại thì việc giảm cân có thể không phải là một việc mà nhiều người quan tâm hàng đầu hiện bây giờ cho nên có thể là thu nhập của họ cũng gặp vấn đề Cái mà tôi muốn chia sẻ ở đây đó là cái điều mà rất là nguy hiểm đó chính là bây giờ đó hàng loạt những công ty họ xã nhân viên nhưng mà hầu như chúng ta chỉ nói thoáng qua mà thôi ngay cả trên kênh này cũng như vậy tại vì quá nhiều các bạn các bạn có nhớ là năm ngoái đó khi mà công ty Netflix là công ty công nghệ lớn bắt đầu xã nhân viên đó, thì các bạn thấy được là trang bóp nào cũng nói đến nói chi tiết là xã nhân viên bao nhiêu người vân vân bây giờ hầu như các bạn thấy được là những cái thông tin đó trở thành bình thường và đó cũng là điều mà chúng ta cũng đã nói tới trước đây khi mà mới bắt đầu xã nhân viên đó, thì các bạn thấy được là mọi người đều chỉ trích mọi người đều quan tâm đến nhưng mà khi mà mọi người đều sa thải rồi thì nó trở thành một điều không có còn được quan tâm nhiều nữa và đây cũng là những lúc mà nếu như không để ý đó phần trăm thương nghiệp có thể tăng lên rất là nhanh à, và chúng ta cũng thấy được là khi mà một công ty sa thải rồi đó thì công ty kia cũng sẽ sa thải luôn à, vì lý do là không muốn cạnh tranh các bạn có thể là công ty A sa nhân viên tại vì họ thật sự cần sa thải họ mướn quá nhiều người nhưng mà khi mà công ty A sa nhân viên đó thì công ty B họ cũng sẽ tìm cách mà sa thải nhân viên, tại vì họ cần phải cạnh tranh với công ty A, cho nên các bạn mới thấy được là khi mà một công ty sa thải rồi thì sẽ có hàng loạt công ty sa thải theo và bây giờ đã có nhiều công ty không có còn tồn động ở trong những cái ngành như là những ngành ngân hàng cho vay hay là ngành công nghệ nữa mà bây giờ sa thải nhân viên lan tỏa khắp nơi chúng ta chỉ chưa thấy à, cái phần trăm thất nghiệp nó tăng lên mà thôi nhưng mà tôi nghĩ là cái lúc mà chúng ta bắt đầu thấy phần trăm thất nghiệp tăng rồi đó thì nó cũng giống như làm phát gì các bạn khi bắt đầu đã thấy rồi thì nó sẽ tăng rất là nhanh đó là một phần phần thứ nhì nữa chúng ta thấy được là Fed vẫn đang nhức đầu đối với lại những cái ngân hàng địa phương. Chúng ta thấy được là First Republic rõ ràng vẫn còn rất là nhiều vấn đề. Tại vì chúng ta đã thấy là cổ phiếu của First Republic lại tiếp tục giảm các bạn. Khi bạn đã nhớ là cách đây 2 ngày đó First Republic uh, cổ phiếu này đã giảm 50%. Ngày hôm trước đó nữa đó thì uh, giảm khoảng chừng là 30%. Các bạn có biết là đóng cửa uh, lại ngày hôm qua đó chứng khoán Hoa Kỳ thì cổ phiếu này đã giảm 43% và tiếp tục giảm thêm 33.62% sau khi mà chứng khoán đã đóng cửa ở Hoa Kỳ cho các bạn thấy được là cái lòng tin đối với cổ phiếu này rất là thấp hiện bây giờ và chúng ta có thể nhìn thấy được là trong vòng một năm qua đó thì cổ phiếu First Republic này đã giảm 97% rồi các bạn. Ví dụ tại sao mà cổ phiếu giảm nhiều như vậy? Tại vì có rất là nhiều tin đồn bây giờ vẫn chưa được xác thực nhưng mà rất nhiều tin đồn à, đó chính là công ty First Republic này ngân hàng này sẽ được tiếp quản bởi FDIC tương tự như là chúng ta nói tới uh, SVB. Khi mà tiếp quản đó thì cái mà FTC làm đó chính là bảo đảm cho những người gửi tiền chứ còn những người mà đầu tư vào công ty này đó cổ phiếu thì không có ai hỗ trợ hết các bạn. Tại vì Fed FDIC Bộ Tài chính ở Hoa Kỳ đã nói là việc đầu tư là phải có rủi ro và khi mà tiếp quản đó thì cái rủi ro là cổ phiếu này trở về con số 0. Cho nên mọi người mới đâm cổ phiếu một cái tốc độ nhanh như vậy các bạn. Bây giờ đó thì chúng ta chỉ biết một số những cái thông tin được chia sẻ qua những cái đài lớn như là CNBC Thì dựa theo những người mà biết thông tin nội bộ đó thì chính phủ Hoa Kỳ, Bộ Tài chính uh, và Fed cùng với lại FDIC đã cố gắng tìm kiếm một công ty tư nhân để mà thu mua lại First Republic nhưng mà hầu như vẫn chưa kiếm có bất cứ công ty nào muốn bỏ tiền để mà thu mua ngân hàng này hết các bạn và khi nào mà không còn công ty tư nhân nào muốn mua ngân hàng này thì lúc đó đó chính phủ mới tiếp quản Thì bây giờ thì vẫn chưa chúng ta có thể là sẽ biết thông tin sớm trong vòng vài ngày mà thôi và đó là cái phần lớn thứ nhì đối đầu với lại nền kinh tế chậm lại đối đầu với lại lạm phát vẫn chưa có được giải quyết đối đầu với lại ngân hàng này gặp vấn đề thì fed tăng lãi suất cũng không được giảm lãi suất cũng không được các bạn thì trong cuộc họp của fed tuần tới này đó, mọi người sẽ chú tâm xem câu đại giọng điều của chủ tịch john Powell sẽ như thế nào không thể nào mà cứ mãi cứng rắn là sẽ uh, trả bất cứ giá nào để đẩy lùa lạm phát thì lúc mà mọi thứ đều tốt lúc mà cho bạn thì được là những công ty sản nhân viên họ chỉ mới bắt đầu mà thôi lúc mà chúng ta chưa có những cái sự kiện liên quan tới ngân hàng thì nghe giống như là rất quyết tâm các bạn nhưng mà thật sự họ có chấp nhận trả bất cứ giá nào để đẩy lùa lạm phát hay là không thì chúng ta sẽ biết sớm mà thôi cuộc họp tuần sau sẽ cuộc họp rất là quan trọng một lần nữa mọi người bây giờ à, điều nhiên về là chủ tịch John Powell sẽ tăng thêm 0.25% nữa rồi sau đó sẽ ngưng. Thôi cũng nghĩ như vậy chúng ta sẽ biết sớm và thuong sẽ chia sẻ khi mà có thông tin. Rồi chúng ta cũng thấy được là Jim Cramer đó thì uh, có nhiều cái Twitter nói là Jim Cramer đã lên tiếng nói là sự sụp đổ của First Republic Bank có thể đánh dấu sự kết thúc của cuộc khủng hoảng ngân hàng. Có nghĩa là sau khi First Republic sụp đổ rồi đó coi như là chưa đi chấm dứt, không còn ngân hàng nào sụp đổ nữa thì Thuận uh, chưa có thấy cái thông tin này đăng. Ở trên Twitter của Jim Cramer có thể là Jim Cramer chỉ nói trên đại truyền hình mà thôi nhưng mà các bạn thấy được là mỗi lần mà Jim Cramer nói gì thì chúng ta cần phải làm gì trên thông mới nói là thanks Jim man oh man nên là chúng ta nên bắt đầu tích lũy thức ăn và vũ khí vì hệ thống tài chính mà chúng ta biết sẽ chuẩn bị sụp đổ thôi nói giờ với các bạn mà thôi nhưng mà chúng ta thấy được là về việc ngân hàng sụp đổ thì mỗi lần chúng ta thấy điều đó xảy ra dẫn đến là giá của BTC lại tăng lên có thể là mới đầu người ta nghĩ đây chỉ là một cái sự trùng hợp mà thôi nhưng mà các bạn thấy được là càng có những thông tin xấu liên quan tới ngân hàng càng nhiều người không có lòng tin với ngân hàng ngân hàng hoa kỳ đó đã từng là một cái nơi nào đó mà người ta có lòng tin nhưng mà bây giờ đó với những cái sự sụp đổ của những ngân hàng địa phương đó, thì lòng tin đó nó đã bị lung lay rồi các bạn giờ mỗi lần như vậy chúng ta lại thấy được là giá của btc lại có một tí chuyện tốt, các bạn thấy là câu chuyện này ngày lại càng được quan tâm nhiều hơn. Chúng ta đã thấy trên màn hình đó, thì công ty quản lý Alan Bernstein, đây là công ty quản lý à, tài chính, ấy, thì à, họ đã đưa ra một cái nhận định đó chính là đối đầu với lại ngân hàng Hoa Kỳ đang gặp vấn đề, thì Fed sẽ không thể có quy định nào khác ngoài trừ là họ sẽ tiếp tục phải in tiền để mà hỗ trợ thị trường tài chính và điều này sẽ càng khẳng định vị thế của BTC là một vàng điện tử rồi chúng ta hãy nói tới một số những cái diễn biến gần đây đối với lại giá cả và cái số lượng BTC trên sàn như thế nào ở trên Twitter đó thì James Stratton đã có một cái nhận định rất là thú vị các bạn các bạn đã nhìn thấy trên màn hình đó, đây là cái biểu đồ liên quan đến phần trăm của những đầu ổn định so với lại BTC thì khi mà các bạn nhìn vào cái đường màu vàng này đó chúng ta đã thấy được là cái đường màu vàng này có một cái sự tăng trưởng lên trong thời gian gần đây đó là tại vì khi chúng ta nhìn vào cái số lượng những cái stablecoin trên tất cả các sàn đó thì đã cho thấy được là từ thời điểm là khoảng chừng đầu năm nay đó thì cái số lượng stablecoin à, đã giảm xuống có nghĩa là đây là dấu hiệu đó là khi mà chúng ta thấy được là giá của btc có cái sự tăng trưởng đó là một phần lớn là tại vì người ta dùng stablecoin trên sàn để mà thu mua BTC và cái mức của stablecoin bây giờ đó chúng ta đã trở về cái mức khoảng chừng là 20 tỷ đô la. Mức này là ngang hàng với lại hồi mà chúng ta có sự tăng trưởng tháng 4 năm 2021. Đó là cái hiện tượng chúng ta đang thấy hiện bây giờ. Chúng ta cũng sẽ xem coi là ở cái mức giá của BTC bây giờ đó thì có bao nhiêu phần trăm của BTC đã đang có lời thì dựa theo Classno đó các bạn thì được phần trăm bây giờ. À, đương nhiên đã có một cái sự tăng trưởng trở lại bắt đầu từ ngày 21 tháng 4 khi mà giá đã tăng ngược trở lên từ mức là 27.000 lên mức hiện tại là 29.300 đô thì chúng ta có khoảng chừng là 75% của BTC đang có lời hiện bây giờ. Và đương nhiên phần trăm này đó coi như nó nằm chính giữa các bạn không phải là ít mà cũng không phải là nhiều ít là khi chúng ta thì là cái phần trăm này xuống dưới 50% những cái lúc mà thường đã chia sẻ trước đây với các bạn đó dựa theo lịch sử những lúc mà cái đường màu cam này đi dây dù màu xanh lá cây đó là những lúc mà dựa theo lịch sử có thể tích lũy BTC dài hạn được chúng ta đã ra khỏi dùng đó rồi những lúc mà chúng ta cần phải quan tâm đó là khi mà cái phần trăm BTC có lời à, lên hơn 95% các bạn chúng ta vẫn chưa thấy điều đó xảy ra tại vì càng nhiều người có lời thì khả năng chốt lời càng cao chúng ta bây giờ chỉ nằm chính giữa mà thôi thì câu hỏi kế tiếp có thể là các bạn muốn biết chúng ta có thấy nhiều BDC đẩy lên trên sàn hay là không Thì nếu như mà các bạn nhìn vào cái số lượng BDC trên sàn đó Khi mà chúng ta nhìn tổng như vậy tới cái, cái sàn Thì các bạn có thể nói là trong vòng từ tháng 1 tới bây giờ đó Chúng ta được là cái đường màu xanh dương này cũng không có nhiều cái sự thay đổi Sau khi các bạn thấy được là nhiều BTC Rời khỏi các sàn giao dịch sau khi mà FTX sụp đổ Nhưng mà từ thời điểm đó tới bây giờ thì hầu như không có thay đổi nhiều Thì cái đó là đúng nếu chúng ta nhìn tổng các bạn Và thường cũng thường hay nhìn cái số tổng với các bạn Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn chi tiết hơn đó, Khi mà các bạn nhìn vào những cái spot exchange Những cái sàn giao dịch thông thường Thì cái số tổng đó các bạn thấy thật sự là vẫn tiếp tục mất đi Có nghĩa là chúng ta vẫn tiếp tục thấy nhiều người rút BTC ra khỏi những cái sàn giao dịch nhưng mà ngược lại chúng ta lại thấy được uh, khi mà nhìn vào số tổng đó thì chúng ta cũng thấy có một cái sự tăng trưởng gần đây các bạn thấy được là cái đường màu xanh dương này cũng có một cái sự tăng trưởng tuy là không phải là nhanh nhưng mà chúng ta vẫn thấy được có một sự tăng trưởng ở đó thì nếu như mà chúng ta thấy có nhiều BTC tiếp tục được rút ra khỏi những cái sàn spot thì tại sao tổng lại có một sự tăng trưởng thì kết luận đó là tại vì chúng ta đã thấy được là có một số BTC đẩy ngược trở lên sàn nhưng mà lại đi vào futures chứ không phải là spot các bạn các bạn thấy được là từ thời điểm đầu năm tới bây giờ đó khi chúng ta chỉ nhìn riêng về futures và các bạn thấy được là đã có một sự tăng trưởng chúng ta có thể nhìn thấy được cái sự tăng trưởng này là đến từ những sàn nào các bạn các bạn có thể nhìn thấy được là phần lớn cái số lượng BTC được đẩy lên trên sàn đó là đi vào futures nhưng mà đi vào futures của sàn nào đó chính là sàn Binance các bạn gần đây Binance có rất nhiều BTC nạp vào và nếu như thuận chỉ tính riêng Binance các bạn thấy được là trên căn bản là nạp vào sàn Binance các bạn chúng ta tiếp tục thấy cái số lượng BTC đẩy lên trên sàn Binance nhưng mà chúng ta lại không thấy hiện này với nhiều sàn khác chi tiết hơn đó là các bạn à, có thể thấy được là thống kê này được chia sẻ vào ngày hôm qua thì công ty thống kê Conclass đã chia sẻ thông tin là sàn Binance thì bây giờ đang giữ khoảng chừng là 588.129 BTC và chúng ta sẽ được là 51.386 BTC của con số này đó đã, đã được nạp vào trong vòng chỉ một tháng mà thôi. Con class cũng cho thấy được là có khoảng chừng là 22.590 BTC đã nạp vào sàn Binance trong vòng chỉ có 7 ngày và chúng ta có 5.000 BTC đã nạp trong vòng 24 giờ qua Nói chung đó chúng ta có hiện tượng là nhiều BTC nạp lên trên sàn Binance Nhưng mà chúng ta lại không thấy hiện tượng này so với những sàn khác Như là Gemini, OKX, Coinbase Pro đó thì chúng ta không thấy BTC đẩy vào mà Còn thấy được là tính cái số tổng thì có BTC rời khỏi à, Nhưng mà chúng ta cũng có những sàn mà có cái số lượng BTC lưu trữ đã tăng trưởng lên chúng ta có sàn Kraken và Gate à, hai sàn này đó chúng ta có khoảng chừng là 950 BTC đã được nạp vào thêm trong vòng một tháng qua nhưng mà nói chung thì phần lớn những BTC đó đều được nạp vào trong sàn Binance các bạn và tính tổng tất cả số lượng BTC nạp vào sàn và rút ra đó thì là 13.888 BTC được nạp vào thêm trên những sàn giao dịch cho nên khi chúng ta nhìn vào cái số tổng như là thường thường nhìn với các bạn đó, thì chúng ta khó thấy hơn cái hiện tượng này thì bây giờ thường cũng không có cách nào là lý giải hết các bạn chúng ta cũng đã biết là trong vòng một tháng qua thì giá BTC vẫn tiếp tục tăng trưởng tiếp tục tốt các bạn nhưng mà chúng ta ngược lại lại có rất nhiều BTC đã nạp lên một tháng qua trên sàn Binance các bạn nghĩ sao về vấn đề này các bạn hãy comment ở bên dưới và trên chân bản hiện bây giờ chúng ta cũng không có còn nhiều lệnh futures nữa các bạn thường đó một sự tăng trưởng mà có nhiều lệnh futures à, thì chúng ta có cái sự lo ngại nhưng mà Bây giờ chúng ta đã không còn nhiều cái lệnh futures nữa dựa theo class note đó thì cái số tổng gọi là Bitcoin open futures số tiền nằm trong tất cả các hợp đồng đó thì bây giờ là 334.000 BTC. Đây là cái mức thấp trong vòng một năm qua, trong số đó đó Crypto Margin có nghĩa là các bạn thấy được là chỉ tính Margin Crypto Thì chiếm 21% của tổng cái số lượng hợp đồng à, và điều này có nghĩa là khoảng 70.000 BTC Sau khi mà chúng ta đã có 30.000 BTC bị thanh lý trong tuần này rồi, các bạn đã thấy được trên màn hình đó Thì cái số lượng Bitcoin Open Futures thực sự đã giảm xuống và trong số này đó, cái crypto margin chỉ là một phần à, khoảng chừng 1/5 mà thôi. Như là các bạn đã nhìn thấy ở trên màn hình, khoảng chừng 21% và cái tỷ lệ estimated leverage ratio, có nghĩa là cái ước tính tỷ lệ đòn bẩy đó đã xuống dưới 0.2% các bạn. Đây là rất thấp và là lần thứ tư trong vòng 2 năm như là các bạn nhìn thấy trên màn hình trong vòng 2 năm qua. Đây là lần thứ tư chúng ta thấy cái tỷ lệ ước tính đòn bẩy giảm xuống như vậy. Có nghĩa là bạn có thể nghĩ là có cá voi hay là có ai đó thao túng thị trường. Sự thật đó là trong tuần mới đây chúng ta thấy được đây là cái tuần xếp hạng thứ năm mà có nhiều lệnh lon và lệnh short bị thanh lý. Kết quả đó là phần trăm lệnh đòn bẩy đang giảm rất là nhiều có ai đó không có muốn nhiều lệnh đòn bẩy ảnh hưởng đến giá btc tại thời điểm này đó là gì mà chúng ta có thể nhìn thấy được dựa theo tài liệu on chain mà tôi muốn mang đến cho các bạn và thường nếu như các bạn muốn có một cái sự tăng trưởng bền vững thì chúng ta không muốn có nhiều lệnh đòn bẩy ở trên thị trường và đó là chúng ta đã chứng kiến trong vòng một tuần qua rất nhiều lệnh đã bị thanh lý và đương nhiên những điều này đây chỉ liên quan tới giá cả và có thể ảnh hưởng đến giá cả ngắn hạn mà thôi